Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ngắm mình đâu, cũng không biết là trình độ của mình bây giờ là mạnh hay yếu nữa. Nếu như nó giết quái thì mình cũng giết khá khá rồi, muốn thăng cấp chỉ còn cách tìm những cái khác thôi. Chúc mừng ký chủ đã tới giai đoạn nhị trọng bộ kiếp, nhị trọng độ kiếp, xin hãy mau độ kiếp nhị trọng. Không sai, sự mài giũa ở nhất kiếp, tấm cảnh ký chủ đã thành công vượt qua, nhị kiếp bất phá bất nập, mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành. Không có đột phá thì không có tiến bộ được, đây lại là trò gì thế hả? Thế nào gọi là bất phá bất nập? Phá vi tử lập vi sinh, phá rồi hậu vị, yên tử hậu sinh. Ý đại khái câu nói này, phá đi để sống lại, yên tử hậu sinh nghĩa là chết trước sống lại sau. Ý của ngươi là muốn ta phải chết, sau này sẽ còn được sống lại? Không sai. Vậy sau khi sống lại thì sao? Ngài sẽ trở thành trường sinh bất diệt, cho dù là vũ trụ có bị hủy diệt đi chăng nữa. Cầu hệ thống này không phải là đang lừa mình đấy chứ? Nhưng mà nếu như mình chết đi rồi thì hệ thống cũng sẽ không còn nữa. Kinh nghiệm và tu vi trước kia cũng khá là uy tín. Được, vậy ta chết. Vậy xin ký chủ nhanh chóng độ kiếp, bất kỳ phương pháp nào cũng được chấp nhận trong vòng 99 năm, nếu thất bại, thiên địa đại kiếp của 99 năm sau nhất định là sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Vậy thì ký chủ sẽ có nguy cơ tử vong thật đấy, bye bye. Gì mà 99 năm chứ? Chết là một chuyện đơn giản như thế, vẫn còn cần tới 99 năm hay sao? Chờ đã, nỡ như đâm vào cột dao mà vẫn chưa chết còn thoi thóp một hơi thở thì phải làm sao? Phải đổi cách khác mới được. Mấu chốt là sau khi chết rồi thì phải mất bao lâu có thể sống lại bây giờ? Các nhân vật bất phá bất nập trong tiểu thuyết sau khi chết đi còn có một quá trình niết bàn. Có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm. Nếu thật sự là vài năm thì tới lúc đó không biết mọi người còn ở đây hay không, vẫn là nên tạm biệt trước thôi. Mọi người tạm ngừng một lát, ta có chút chuyện muốn nói. Ta phải go die rồi đây, bởi vì một số nguyên nhân rất là bất đắc dĩ, vậy nên ta nói lời từ biệt trước. Ta biết mọi người chắc chắn là sẽ rất đau buồn, dù sao tình cảm cũng chất chứa nhiều năm như vậy. Thật ra lúc nói mấy lời này tim của ta cũng đau lắm. Tướng quân, ông thua rồi nhé. Ô lô. Còn một nước cờ, một bước nữa. Được rồi. Được rồi, thua thì tránh ra đi. Tôi chờ tới lượt nửa ngày rồi đấy. Các người nghe không hiểu ta đang nói gì hay sao? Còn có tâm trạng mà chơi cờ đấy à? Ta nói là ta sắp phải chết rồi. Tiên sinh đi mạnh giỏi. Ồ, chúc tiên sinh đường xuống suối vàng thuận lợi. Tiên sinh chết rồi, tụi tôi cũng đau lòng lắm. Đừng đứng đó mất mặt người khác nữa, nhường chỗ đi. Đúng đó, tới lượt tôi rồi. Là ta đã nhìn nhầm các người rồi, một đám lão già vô tình. Tiên sinh có thể nói dối thật hơn một chút hay không? Mọi người xem, tiên sinh lần này lại muốn làm gì chứ? Đúng thế, tiên sinh nói mấy lời kia cứ như là thật sự muốn chết không bằng. Có lẽ tiên sinh lại nhàm chán rồi. Dù sao ngày đó ngài ấy nói muốn bóp nát mặt trời tôi cũng yên tâm lắm. Ây, không chơi nữa, tôi phải đi kiếm lấy ít phân về bón rau thôi. Mẹ nói, nhảy vừng thì mình lại biết bay, xuống biển thì còn bơi nhanh hơn cá. Buộc hòn đá vào thì lại phát hiện ra hải sâm cũng không làm mình ngạt thở được. Xem ra cách tự sát của người bình thường không hợp với mình rồi, phải tìm một người hỏi mới được. Gánh phân à, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Bái kiến tiên sinh, ngài cứ việc phân phó. Nào, đâm giúp ta một nhát. Ta đối với tiên sinh tận trung tận nghĩa, không biết đã làm sai điều gì mong tiên sinh bỏ qua cho. Nếu tiên sinh không tìm thì có thể lấy mạng của ta lúc nào cũng được, nhưng mà ta thật sự là không dám ra tay với tiên sinh đâu. Cái gì? Ta hiện tại đang nghiên cứu một loại thần công bất phá bất nực. Ta không ra tay được với bản thân nên mới tìm người đâm giúp ta một đao thôi. Ta không trách ngươi đâu. Ta sai rồi tiên sinh, ta không dám có gì bất kính với ngài cả. Hỏng mẹ rồi, tự dưng đưa người ta một con dao rồi lại nhờ người ta đâm giúp mình, không bị dọa mới là lạ. Vẫn là nên nói rõ ràng chuyện này mới được. Mọi chuyện là như thế đấy, vậy nên mong ngươi giúp ta một lần này.
Tiên sinh tốt thì tốt, cũng rất là lợi hại, có điều hình như não bộ lại không được linh hoạt cho lắm. Cho dù ta không di chuyển, vậy ta đâm hết sức có thể đem lại dấu vết gì hay không? Tiên sinh là vì quá lo lắng cho mình, là vì quá lo lắng cho nên mới nói mấy lời vậy thôi. Ra tay đi, tốt nhất là đâm một nhát là ta phi thăng luôn đấy. Được, được thôi. Vậy thì ta tới đây. Chỉ có thế thôi sao, dùng thêm tí nữa đi. Ngài cũng không xem bản thân mình là người thế nào, ta có thể đâm xuyên được sao? Cũng đúng, ta giết quái thăng lên nhiều cấp như vậy, bây giờ cũng đã là cao thủ rồi. Nhưng mà ngươi cũng khá lắm, tốt xấu gì cũng phải để lại chút dấu vết cho ta chứ. Không dễ gì thực lực mới được xếp vào top 5 ở trên đảo, không ngờ trong mắt của tiên sinh vẫn chỉ là một con gà. Mình phải tiếp tục cố gắng mới được. Ây, toàn là gà cả. Xem ra muốn chết ở trên đảo là không thể nào rồi. Phải ra ngoài tìm một tuyệt thế cao thủ giết chết ta mới được. Đúng lúc trước kia quen biết không ít cao thủ. Ta đi hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà hắn, ta không tin hắn không giết được ta.